Nếu ngươi đã muốn chết như vậy, tới đi. Vô địch. Khởi động. Chuyện gì? Chắc không phải lại không chết thành công chứ? Trước đó chỉ tưởng là ngươi là làm việc đều giữ lại bài úp, cho nên mới coi cái chết như là về nhà. Nhưng thông qua thăm dò vừa nãy ta mới hiểu, ngươi chỉ là đơn thuần không sợ chết mà thôi. Sao cảm giác như hắn quen mình rất lâu rồi vậy? Mình với hắn trước đó có tiếp xúc sao? Như không màng bản thân như vậy mãi không được. Thế giới này còn rất nhiều người cần ngươi, Diệp tiểu đệ. Diệp tiểu đệ, ngươi là Bùi tỷ. Chỉ là đổi ngoại hình thôi, lâu như vậy ngươi mới nhận ra ta. Xem ra ngươi cũng chẳng quan tâm ta gì lắm. Bùi tỷ, mà trong mấy người còn có loại pháp thuật biến hình này không? Có thể biến thành ma tôn, cũng quá thú vị đâu. Không phải biến, ta có thể cảm nhận được. Cơ thể này quả thực là phụ dương mà. Ta biến thành bộ dạng này còn không phải vì ngươi sao? Ta... Vì trước đó thế giới Đại Chu thăng lên huyền giai, cho nên tu sĩ như ta cho dù không sử dụng bí thuật cũng có thể tới chiến trường thần ma. Vậy là ta thông qua truyền tống trận của Tiên Môn đi tìm ngươi. Không ngờ lại không tìm được ngươi. Ta liền bị ma tôn đang chuẩn bị tấn công tiên tộc bắt lại. Ma tôn biết thân phận của ta nên muốn hỏi tin tức của ngươi từ ta. Sao ta có thể khuất phục trước ma đạo được? Bùi tỷ, bản thân tỷ không phải chính là... Thấy không hỏi được gì, hắn liền chuẩn bị dùng di hồn thuật vào não ta. Diễn thiên di hồn thuật. Ừ, trước đó ta có đọc được trong cổ tịch ma tộc, diễn thiên di hồn thuật có thể thôn về linh hồn đối phương, có được ký ức của đối phương. Mà người dùng di hồn thuật cũng phải gánh chịu hậu quả bị suy yếu bộ phận linh hồn. Vậy thì kỳ lạ rồi, tại sao ta không bị thôn phệ vậy? Chỉ là trao đổi cơ thể với nhau, còn có được ký ức của hắn nữa. Bùi tỷ, cho dù là xuất phát từ mục đích gì, lần sau tuyệt đối không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Nếu như tỷ thực sự có chuyện gì, vậy ta... Ngươi có thể sao chứ? Diệt ma tộc báo thù cho ta là được rồi. Mặt đỏ rồi. Bùi tỷ, tỷ mang khuôn mặt này khiến người ta rất khó trả lời câu hỏi của tỷ. Ồ, vậy thì giúp ta tìm cơ thể giống có đi. Đương nhiên, ca ca và phụ dương. Không đúng. Thực ra ma tông chúng ta và ma tộc cũng có chút chung gốc gác, cũng có công pháp như di hồn, nhưng muốn đổi cơ thể thì cần sự giúp đỡ của ngươi rồi. Ta sao? Còn nhớ trứng ma tháp ta từng kêu ngươi giúp ta bảo quản không? Thứ này có thể thay tỷ đổi cơ thể về sao? Hồn phách của ma tôn mạnh hơn ta nhiều. Nếu trực tiếp di hồn, rất có thể khoảnh khắc hồn phách của hắn quay về sẽ thôn phệ mất hồn phách của ta. Nhưng nếu như di chuyển hồn phách của ma tôn vào trong trứng ma tháp trước thì sẽ không có nguy hiểm này nữa. Nhưng trứng ma tháp thực sự có thể trấn áp được hồn phách của ma tôn sao? Đây là thần khí thượng cổ, trấn áp ma tôn không vấn đề. Nhưng mà nếu đổi lại cơ thể của ma tôn, trước khi đổi về không lợi dụng chút sao được chứ? Diệp tiểu đệ, chắc ngươi cũng biết tiên tộc và ma tộc muốn liên thủ thôn phệ Đại Chu thế giới rồi nhỉ? Ừ. Bây giờ ngươi có thể yên tâm rồi. Bây giờ tiên tộc đang phải đối mặt không chỉ có Đại Chu nữa. Ta đã khởi động lại truyền tống trận ma tông thiết lập ở chiến trường tiên ma. Hầu Sơn ma tông, Khu Mộc trưởng lão thay ma tộc mở truyền tống trận thực sự không sao chứ? Đây là lệnh của tông chủ. Tuy tông chủ đổi cơ thể của ma tôn rồi, nhưng dùng ma tộc đấu với tiên tộc thực sự đơn giản vậy sao? Linh khí dồi dào quá. Đại Chu thế giới, ta tới rồi đây. Tiên môn, Tô Khôn, binh lực tiên tộc tập kết sao rồi? Hội cổ tiên tôn, trăm vạn tiên binh đã truyền tống qua đây hơn nữa. Còn lại khoảng thêm 3 ngày nữa là tập kết hoàn tất. Rất tốt nha. Với thực lực hiện tại của Đại Chu, căn bản không cần đến trăm vạn tiên binh. Ban cho ngươi Chu Tiên Kiếm thống lĩnh vạn tiên binh, cho Đại Chu trước một chút cảnh báo tiên tộc trước. Tiên tôn, ta sợ là Đại Chu tốt xấu gì cũng là thế giới địa giai rồi. Lão tử là gà chứ đéo phải heo. Nếu gặp phải Diệp Ninh kia hoặc là người khác lợi hại hơn mình, mỗi lần cho ngươi cơ hội ra sân, ngươi đều từ chối. Bổn tôn không thích nuôi mấy con chó vô dụng. Tiên tôn bớt giận, ta chỉ là sợ gặp cường địch là mất mặt ngài thôi. Bản tôn không nói kêu bản thân ngươi tiến lên. Dẫn hắn vào đây đi. Phụ thân, ngươi còn mặt mũi gọi ta là phụ thân sao? Súc sinh, Tô Đại Cường đã bị hạ cấm chế trong người. Ngươi có thể thông qua phụ chú nắm giữ sinh tử của hắn.
có hắn ở đây có lẽ không ai có thể làm ngươi bị thương. Đa tạ tiên tôn. Vậy phụ thân, chúng ta xuất phát thôi. Lập tức điều phi thuyền có thể dùng qua đây. Vâng. Xâm Lâm Hậu Sơn, tin tức đã truyền cho bọn họ rồi. Nếu ngay cả nguy cơ này cũng không vượt qua được, vậy có lẽ mệnh số của Đại Chu đã tận. Không ngờ Phương tiên tử thanh lãnh như băng cũng có sự giật quan tâm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự không thể ngờ được Phương tiên tử cũng đã đầu quân cho Diệp Ninh. Ngươi lộn rồi. Chuyện ta làm từ đầu tới cuối đều không phải là vì Diệp Ninh. Hoàng cung Đại Chu, cổ tiên tôn quả nhiên không chờ nổi nữa rồi, lại phái Tô Khôn với Tô Đại Cường tới đánh phủ đầu. Diệp Khanh biết họ sao? Có từng tiếp xúc ở chiến trường tiên ma? Nếu là chúng, vậy không cần phải lo. Còn tưởng có thể tới người lợi hại như thế nào giúp ta vô địch chứ. Như vậy, bộ đội ma tộc của Bùi Tỷ vẫn chưa đến lúc lên sân rùa. Thần xin lĩnh 2000 cung thủ xuất chiến. 2000 sao? Đối phương có một dạng tu sĩ tiên tộc đó. 2000 cung thủ sợ là... Nếu là trước kia, sợ là 10 vạn cung thủ cũng không đủ. Nhưng bị hạ đừng quên, Đại Chu đã là thế giới địa giai rồi. Giai vị thế giới tăng cũng khiến cho tu vi của tất cả mọi người tăng. 2000 cung thủ chưa chắc đã không cản được một dạng tiên tộc kia. Phụ thân, người thực sự không thể trách con được. Con cũng là bị ép nên mới bán đứng cha. Trăm sai vạn sai đều là lỗi sai của Diệp Ninh kia. Ý miệng đi. Phụ thân yên tâm đi, chỉ cần người giết chết Diệp Ninh, sau lần chinh phạt này con nhất định thay người nói lời tốt đẹp với cổ tiên tôn. Diệp Ninh, khách tới rồi. Thiên địa chi lực hóa hình, thiên địa hãm. Loại trò trẻ con này căn bản không làm bị thương chúng ta rồi. Tiên binh phi thuyền bị phá hoại, tập kết lại tấn công Đại Chu. Chiến. Đầu quá. Đừng hoảng, chỉ là công tiện của nhân tộc, sao có thể... Hả? Mình bị thương rồi. Không. Phế vật, cút ra xa đi, đừng làm chướng mắt to. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây, mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch chuyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ, đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.